á. Hả? Không muốn mày chơi với con không? Con đang chơi cái gì á? Trời ơi, chơi cái gì mà la thấy la con. Không có thấy son gì nha, con đồ đâu? Đồ Remy đâu mà sao toàn la. Rồi mẹ, bây giờ con cho mẹ cái này là mộc lan phải không? Ô mù lên, chứ không phải là mộc lan hả? Cái này nhìn, ủa cái tay của mộc lan đâu rồi? Ồ, gãy rồi hả con? Kỳ, mộc lan này có vỏ mà tại sao để cái tay gãy kỳ trời? Ồ, vậy hả con, mình phải gắn vô hả con? Bởi mộc lan cùi bắp quá. Nó tự rớt chứ không phải là mộc lan cùi bắp, đúng rồi. Cái này tên là gì quên ơi? Không có kéo cái quần lên, bỏ cái quần xuống. Mulan, đúng rồi, chứ không phải tên mộc lan nha cô chú nha. Cái mộc lan á là cái tên mà mình nói á tiếng Việt, còn mà tiếng Anh á nó là Mulan mới là tiếng Anh, hiểu chưa? Mà nãy giờ con chơi cái gì mà con la sầm đây đây. Hả, con có làm gì hả? Ồ, con chỉ chơi với đồ chơi của con thôi phải không? Mà có zombie không? Đồ chơi của con có zombie không? Zombie. Zombie đâu? Zombie right here and right here. Đâu có mấy đó công chúa không chứ đâu phải zombie. No, I'm just standing. À, con giả vờ. Say hello, okay, hello, con cho mẹ con nào, mẹ cho con này nha. Yeah, I got lady. Rồi chứ giờ mẹ cho mẹ con nào? Này con gì đây? Anna. Anna nhìn giống phụ nữ dùng lên quá. Hello. Mommy stand. Bỏ xuống. Hello. Hello. Xin chào bạn. Xin chào. Bạn tên gì á? Tên Barbie. Tên Barbie hả? Nhưng mà Barbie tên gì? Barbie. Tên là Beautiful hả? Mommy talk. Let's talk. Thì đẻ nói nè. Tên gì? Tumblers là gì? Rose. Ok, tại sao bạn lại tên là Rose? Because I have beautiful dress. À, tại vì con có cái đầm đẹp thì con tên là Rose hả? Mà yeah. Rose tiếng Việt là con biết là gì không? Yeah. Bông hồng. Bông hồng. Không có gai. Bông hồng không có gai. Thì nói đó, con nói đi, bông hồng không có gai. Bảy. Nói được bạn mới chơi. Nó nè. Bông gai. Không phải, bông hồng. Bông hồng. Không có gai. Không có gai. Không có gai. Gai. Đúng rồi, bông hồng. Không có gai. Không có gai. Đúng rồi, giỏi. Hello, bông hồng không có gai. Hello mẹ, bây giờ mẹ sẽ kêu con là bông hồng không có gai. Cô gái này tên là Flower hả? Là bông hoa hả? Trời ơi, toàn chơi với bạn bông hoa, không hay bay bướm được không ha? Trời ơi, cái này là bữa nay là dọn nhà qua đây chơi rồi đó hả? Mày mua cho con cái bàn đằng kia, sao con lại kia chơi? Nè cô chú ơi, nó vẽ cái ghế rồi cô chú ơi. Hôm qua mới cho nó úp mặt vô tường đó, nó vẽ cái ghế rồi. Lý do mà nó vẽ cái ghế là mẹ con xin lỗi mẹ là tại vì do con không có nhìn thấy. Nên là con mới vẽ cái ghế rồi được đời không? Tường nó chưa có vẽ cái nào hết, nó vẽ. Hello. Con Barbie. Con tên là Barbie, mẹ tên là Anna. Mẹ là công chúa của Arendelle. Đi đâu hả? Trời, tự nhiên đi đang nói chuyện gì ta, giờ đi coi tivi có được đời không? Vô duyên quá à. Bỏ mặt người ta rồi để lên coi tivi, mày mở tivi cho con coi nha. Cái mắt kiến của con đâu rồi chạy? Mắt kiến của con đâu? Nếu mày gọi điện thoại mày hỏi ba coi ba có thấy mắt kiến của con để đâu không? Bây giờ con có muốn coi tivi là coi gì? Ok, con Poppy, bây giờ con coi YouTube hay là con coi Disney? Coi Disney phải không? Có sự lựa chọn đàng hoàng như cô chú nha, chứ không phải là muốn coi gì lại coi đâu nha cô chú nha. Rồi. Wow, trời ơi cô chú ơi, bây giờ chay là vẽ giống y chang như là nó thiết kế thời trang luôn rồi. Thôi xong rồi. Rồi ơi.
Có ngoại năm ngồi đây nữa nè. Cậu nè nè, có ngoại năm, bà ngoại năm coi vẽ cái gì giống thiết kế thời trang chưa? À, đưa ngoại năm coi coi phải thiết kế thời trang chưa? Thấy chưa, nó vẽ y chang thiết kế thời trang mà. Nó là thiết kế thời nay. Mới mua bàn đó bác gái. Ở cái bàn này con hồi bữa con cho bác gái coi trên Amazon đó. Vừa y. Con về con tự dặn ốc, tự dặn đồ vô luôn. Dễ ẹt. Wow, cái này là phải đưa đi triển lãm rồi, chứ còn không mà để trong cái tờ giấy này là không được rồi. Quá chừng chừng luôn rồi. Mom, daddy do the kitty cat and I do the cat. Đúng à, ba là ba vẽ kitty cat, còn con là con vẽ mấy cái đầm á hả? Đẹp ghê. Quá đẹp luôn. Hay ghê. Trời ơi, ngưỡng mộ, mẹ ngưỡng mộ luôn á. Mẹ là mẹ không biết vẽ rồi đó. Bây giờ con vẽ gì nữa vậy? Bây giờ con thiết kế nhiều cái đầm khác nhau nha. Rồi mẹ cho đi làm bộ sưu tập luôn. Mẹ mở rồi mẹ thiết kế rồi mẹ cho mai mấy cái đầm đó làm bộ sưu tập rồi thời trang, gọi là thời trang JCK Hoikarin. À không không, bây giờ có cái bộ thời trang đó con muốn tên gì nè? Mommy, the rabbit have a jelly in a long hair. À, cái con thỏ đó hả? Ôi trời ơi, nó dễ ai trời, dễ gì giống ma chứ trời. No mommy. Gì vậy? It's leave my picture alone. Trời ơi, leave my picture alone nữa mà sao dễ gì giống dễ giống dễ ma quá. No. Làm dễ giống dễ giống ghê ghê quá. Dễ y chang như dễ ghê ghê. Trời ơi, thôi mẹ hâm mẹ ngưỡng mộ cái váy này quá, cô chú chụp hình lại cái váy này. Rồi, gì? Mom, this is a picture of ghost. Ồ, con đang diễn ma hả? No. Ghost. Chứ ai? No, that's a lady ghost. Trời ơi, lady ghost mà còn lady nữa. Mommy, the lady has... Thôi bây giờ mẹ muốn con vẽ váy. Vẽ cái váy, vẽ mấy cái váy cho thiệt đẹp coi. Vẽ cho mẹ mấy cái váy thiệt đẹp coi. Mom, it's racing. Look, see this racing. Đẹp ghê. Công nhận, phải công nhận luôn. Nó thiết kế hết cái váy này tới cái váy khác luôn á cô chú ơi. Không có cắn móng tay nha. Trời ơi, nó vẽ cái này còn đẹp nữa. Nó vẽ cái này là giống như cái đầu này giống như robot nè. Cái tay thì giống như là cái tay là giống như cái gì ta? À, giơ tay lên. Còn cái này là cái gì đó, ban ba lô hay gì đây? Balloon, more balloons. Để bác gái. Đang vẽ, đang quay phim đó nè. À, quay phim nó vẽ đó. Nè bà ngoại nè, hello ngoại đi. Hello ngoại. Giỏ gì? Ai biết giỏ này giỏ gì nè. Bánh mì đó. Hello bà ngoại. Dạ nha. Trời ơi, đó đầu đồ nghề đó, cái vỏ đồ nghề của nó đó. Giữ ra. Ôi cha, trời ơi, vẽ đồ này có kẻ sọc nữa. Trời ơi, hay ghê không? It's Adrian, mom. Hả? It's Ladybug, mom. Ồ, Ladybug đâu có cái gạch đó. Ladybug chỉ có cái polka dot thôi. Chỉ có những cái chấm màu đen thôi. Nhìn thẳng. Mommy, I can't see. It's not in here. Không có màu đen chỏng hả? Thôi con lấy màu khác đi. No mom, I'm just kidding. À, bà ngoại thấy bên đây nó mặc cái áo đẹp ghê không bà ngoại? À, quá đẹp không? Áo đẹp quá trời luôn. Áo happy luôn. Because I'm happy clap alone if you feel. No mommy. Sao ạ? Stop my picture. Ủa mày đâu làm gì, mày ngồi mày hát gì, mày đâu hay nói gì đâu? No. Happy face. Ồ, cái này là giống như happy face hả? Yeah. Wow, thiết kế này quá dữ. Thiết kế này biết thiết kế gọi là thiết kế gì không? Thiết kế này giống như là một con nhộng, giống như một con sâu. Mommy, no. À không phải hả? À không được, đừng đánh giá gì tấm hình của con hả? Ok. Ông mẹ làm gì đâu? Look, con này ưa đổ thừa ghê. Con này giống ngoại của nó ghê. Ưa đổ thừa.
giống y chang mọi năm thiệt chứ. What you doing? Tự nhiên ta đang ngọn đu thừa ta nữa. You're 12 and you drop it. Ô trời, mẹ nói lớn quá cái mày làm rớt cái bút chì hả? Ô trời trời, thôi vậy thôi ngồi đây đi mẹ đi nha. À không đi thì sao con ngồi con đổ thừa mẹ đủ thứ đường vậy? Trời ơi, còn đưa mặt đâm chiêu ra nữa. Đây nè, thiết kế này là thiết kế này là thiết kế mà con nhộng nè, con sâu rớm nè. Và bây giờ con cho nó, con cho nhiều cái sợi lông là mẹ là thành là còn sâu lông luôn. Bây giờ con vẽ, con nhớ hôm qua mẹ mà Hồng mẹ với con, mẹ cho con coi ở trên YouTube á, có một cái chương trình về cái tất cả mọi thứ mà ở dưới cái máy hiển vi microscope không? Con nhớ con thích cái đâu? Tối nay mình coi nữa không? Dạ mẹ. Ô má mà anh cho mẹ con cho mẹ book. À lấy sách hả? Sách làm chi vậy? Nữa, giờ đọc sách nữa, nhắc tới sách rồi đọc sách. Không thấy tập hết thôi, ngồi giờ vẽ đi chút nữa mình đọc sách sao? Đọc sách sao? Đọc sách sao? Rồi ok. Here, fine. Sao? Giờ vẽ gì đó, vẽ đổi rồi hả? Cô chú thấy cái thằng khiếu vẽ của chay chưa? Hôm qua là nó ngồi nó coi baby, nó coi tất cả mọi thứ ở dưới cơ. Ồ, con vẽ đồ của em bé hả? Uh-huh. Ồ, đồ em bé nhỏ xíu tí xíu sâu kiêu ha con ha. Mà đồ bé đó là bé trai hay bé gái? Baby. Bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái hả? Bé gái mà con ngồi con nói chữ mà nghe mày thấy mắc cười quá chứ. Bé gái. Have à, coi có đúng áo luôn, có đúng áo luôn. Cái gì nữa, cái đó là gì nữa? That's a stripe. À, stripe là có những cái đường sọc dài, đúng rồi. Màu gì vậy? Màu blue. Màu blue, bé gái mặc áo màu blue. Number, I like it. À, con thích thì con vẽ đi. Nó thích vậy đó. Ghê nó chưa? Phải đơn giản như nó đâu đó. Chay là mong mốt là cô gái, cô chú mà ai mà muốn mà biết chay là ai thì cứ lên là hả fashion. Baby got this shoes. Remember I turn into a small one? Oh. I turn into small. À mẹ có nhớ lúc mà con lúc hồi nhỏ phải không? Hồi nãy con có thấy cái video mẹ cho con coi lúc mà con hồi nhỏ không? Con thấy con như thế nào chay đi? Lúc nhỏ con sao? Lúc nhỏ con có dễ thương không? Uh-huh. Con có đáng yêu không? Trời ơi, con yeah, mom, I get, I older at Vietnam. Hả? Older at Vietnam, mom. À, hồi lúc mà con về Việt Nam là lúc con còn nhỏ. No, con còn nhỏ là con không có được dùng từ older. Con phải dùng từ là younger. Mia, but we have this big shiny light. Ồ, Bali có cái đèn bự luôn hả? Phải không? Rồi ôi. The princess one. Cái đèn bự mà cái đèn công chúa hả? Bali nào chơi đèn bự công chúa trời. Có nhớ bài like không? Ôi, nó nói là đó nó về Việt Nam là nó lúc nó còn nhỏ nó nói vậy đó cô chú. Mà nó nói sai từ, nó nói là nó là bigger. Nó lớn nhưng mà nó ưa bị lộn mấy từ đó lắm. Ưa bị lộn từ lớn với từ nhỏ lắm. Rồi đất ơi, vẽ coi vẽ ra một bộ đồ cho em bé nè. Coi vẽ bộ đồ mà không ai hình dung ra được bộ đó bộ đồ luôn. I like it. Nó thích vậy đó. Thích làm đi. Chà, con muốn mẹ mở máy lạnh lên không? Dạ. Nóng không? Dạ nhớ. Ôi vẽ chăm chú, vẽ gì vậy? Giờ vẽ gì vậy? Giờ vẽ là con Sabali không? Dạ homie, it's a little thing for the baby clothes. Trời ơi, bây giờ nó vẽ tới những cái món đồ chơi nhỏ để cho em bé chơi đó cô chú. Cái đồ chơi gì vậy ta? Em bé thường nó thích chơi đồ chơi gì? A mouth. A gì? A mouth, mom. Baby want a mouth. Baby love mouth. Mouth. Con vẽ con chuột á hả? Mấy con mày, mấy con chuột đó hả? Mommy, she love her.
Em bé thì thường thường thích chơi với mấy con chuột hả? Hay ghê không? Rồi tự nhiên vẽ gì đi vẽ mấy con chuột. Little legs. Ai hả? Cái gì vậy? That's a baby. Ồ này em bé hả? À baby, cảm ơn, y chang luôn đó, ừ y chang luôn. He got ripped green hair. À. Wow, cô chú thấy chưa? Coi chưa, coi có thấy cái fashion designer này là dữ dằn chưa? Trời ơi, coi nè. Quá dữ luôn, nó vẽ sống động luôn á chứ bây. Ngày xưa mình cầm tay mình vẽ cho nó vẽ, còn bây giờ mình ngồi mình ngưỡng mộ nó vẽ coi được đời không? Ở trời, còn cái đó cái gì vậy? Ôi. Em bé gì mà bốn tay dữ vậy mà, hai cái tay hai cái chân hả? Daddy's turn. Thích thoại vẽ lắm cô chú ơi, bởi vì mua cái bàn này. He's gonna be the girl, mommy. Hả? He's gonna be a boy. Ồ, cái đó là con trai ha. Không phải con gái. Rồi con chay đâu, vẽ con chay coi coi. I was not big enough, mommy. À. Mommy, is that monkeys? Oh, monkeys. Monkeys coloring. Mm. Mom, can you buy my monkeys coloring, mommy? Mm. Please, please. Để con vẽ hết mấy cái này đi rồi mẹ cho con, mẹ mua cho con cái mongoose coloring, ok? Bây giờ con vẽ mongoose cho mẹ ngồi coi, rồi mẹ thấy cái mongoose này là nó rất là dễ vẽ nè. Bây giờ con nhìn con vẽ cái mongoose cho mẹ coi coi. Mongoose màu hồng, vẽ đi. Vẽ mongoose đi. Mommy, he got the pants on her head, mom. He got the pants on her head. À, nó đội cái quần lên cái đầu nó hả? Sao con rảnh quá vậy? Con vẽ mongoose sai. That's a lucky. Ồ, con vẽ lucky vậy hả? Lucky got a pants in her hair. Lucky got a pants on there. Ai bỏ cái quần lên đầu của Lucky? Daddy. Daddy bỏ hả? Hồi nào con xạo không hả? Con thì có. Ôi, con để xạo rồi tự làm nó cười kìa. Ôi, chú con nó xạo dễ sợ chứ. Ai vậy? Con vẽ ai vậy? Look. My beautiful Lucky. Trời ơi. My name is Lucky Cat. Trời ơi, superhero. Trời ơi, Lucky là superhero luôn hả? Trời ơi, nó nói Lucky là my beautiful cat, có nghĩa là con mèo xinh đẹp của nó. Còn nó nói Lucky là my superhero, có nghĩa là Lucky. Look, he got nose in his Lucky eyes. Có nghĩa là người anh hùng. Mommy, he got a house in his head. Cái gì? He got the mouth in his head, mommy. Trời, cái miệng Lucky nằm. No, mom, his eye. À, cái con mắt Lucky nằm ở đâu? I'm in there. Nằm ở đó đó hả? Trời ơi, vui ghê không? Kỳ trời, khó hiểu à chay hả? Con chay á cô chú mà càng nói chuyện với nó, chắc cô chú không thể nào hiểu được đâu. Hồi bữa Ngọc thử nói chuyện với nó, Ngọc thử nói cho nó một câu chuyện á. Mẹ cầm giùm con. Mà nó có thể xử lý và nó có thể nói một cái câu chuyện mà nó tình tiết mà nó gọi là sao ta? Mà Ngọc muốn khóc luôn á. Ngọc không ngờ luôn á là nó có thể là tới mức độ vậy luôn đó. Mà không lẽ giờ con mình khen hoài. Đây nè. Khổ lắm con à. Đây. Ủa ngồi ghế, ghế nào ngồi không được, mắc mớ gì vậy? Ngồi đi. Mom, can I have the bumblebee chair? Bumblebee nào? Cái này là mẹ đang ngồi alligator nè. No, mom, this one. Bumblebee đâu? Cái này đâu phải bumblebee, cái này là con cao. Thì con thích ghế nào, ngồi ghế đó đi. Thanks, mom. Trời mày vui, mày vui hết điên. Ai mượn ngồi con đập vô trong đó mạnh quá làm chi? Nó nói mẹ, mẹ cái ngực con đau. Là đau là tại vì do nãy nó ngồi nó đập cái ngực nó vô cái bàn á. Nó vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt, thấy không? Mommy, my you is hurting. It's funny. Nó nói mẹ cái ý là nó nói mà that's not funny, có nghĩa là hả, cái đó là không có vui. Ý là kêu đừng có cười nó đó. Mommy, Lucky have jiggly, mommy. Oh, Lucky là jiggly hả? My you is hurting.
Có ai trên đời trời đất ba tử nói chuyện như nó không? Ôi, coi coi cái gương mặt hiếu học nè. Mom, he's crying or something. Ừ, khóc hả con? Bữa giờ không có quay clip cho anh nhiều cho cô chú coi nên là quay á hả, quay cho cô chú dài 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 cho cô chú coi cho đã. Thấy hết được cái sự trốt của nó vậy. Mom, look, look. Quá tự hào. Mom, look, he's sad. Ồ, ồ, buồn hả con? Ồ, buồn vậy hả? Ngoài tại sao con vẽ buồn nha? Con vẽ ai vậy? Mom, Lucky. Ồ, Lucky buồn hả? Sao Lucky buồn? Because he gonna leave me and say bye bye. À, tại vì Lucky chuẩn bị đi đâu chơi, Lucky say bye bye con hả phải không? Nên Lucky buồn ha? And he say bye bye to school. Oh, Lucky đi học nên Lucky buồn. Mom, Lucky don't want to. Lucky wants to go but he can't. Đi đâu? Mom, Lucky don't go, mommy. Don't go where? Lucky don't go, mom. Lucky là không có đi Florida phải không? Yeah, mom, he's not a baby. Ừ, Lucky không được đi Florida. Trời ơi, cái váy no, đó. Mommy. Sao? I said he can't go to the store. À, Lucky không có được đi tới mấy cái chỗ cửa hàng. And he can't go everywhere for he steal the word. Là sao? Mommy, he can't go everywhere steal. Bây giờ nè, thí dụ như bây giờ để tạo ra một cái câu chuyện cho con trai nó giải quyết vấn đề. Cái câu chuyện đó là bây giờ Ngọc sẽ vừa nói tiếng Anh Ngọc cho nó ấy, cho nó nghe trôi cho ấy, rồi bây giờ hả dịch lại tiếng Việt cho mọi người nghe coi nó xử lý cái câu chuyện như thế nào nha. Chay. Chay ơi. Hồi bữa đó cái mẹ làm một cái người kia buồn. Mà cái người đó hả buồn quá, cái người đó không có nói chuyện với mẹ nữa. Thì bây giờ mẹ phải làm sao? Mom, remember it's really, really mean, Mom. Remember he asked for me, and remember he's upset, Mommy. Ừ, đúng rồi, mẹ làm người ta giận đó, đúng rồi. Bây giờ mẹ phải làm sao? Fine, you should ask people say, I'm not a loser. Gì tự nhiên mất mới, tự mình ta giận mình rồi tự nhiên nên nói người ta âm đất. I'm not loser. Nói lại coi. Bây giờ nè, mày kể lại cho con nghe một câu chuyện nè. What is this about? Ok, bây giờ nè. Bây giờ thí dụ như mà có một người bạn nè. Ok, mẹ với người bạn đã gây lộn với nhau. Argue. Rồi cái người bạn đó với mẹ giận nhau. Thì bây giờ mẹ phải làm cái gì? Do something bad. And mean her. And then ask her really mean. And ask her you want to come in my house. And you said no, you trick her, okay? Ờ. That's a good plan, Mom. Tự nhiên cái làng sao good plan. Tự nhiên cái mẹ hỏi con sao, cái con nói là hả? Tự nhiên cái hỏi cái cô, cái bạn đó có tới nhà mình hay không? Rồi sao nữa? Rồi cái mẹ mình đó, mình không cho bạn đó tới nhà nữa hả? Mom, trick her, Mom. À, mình dụ người ta hả? Dụ để làm gì à? Mà mình con nghĩ là mình có nên xin lỗi bạn đó không, hay là mình phải làm cái gì với lại cái relationship đó? Mom, he don't forgive you, Mommy. Ồ, cái người đó không có tha lỗi cho mình hả? Ồ, thì khi người đó không có tha lỗi cho mình thì mình làm sao giờ? Trick her say don't go in my house. À, dụ người ta là... mean talk to her. À, là dụ người ta là nói là đừng có qua nhà tôi chơi nữa phải không? Trick her. Ờ, dụ gì nữa? And fight with her. Ồ, chứ gây lộn nữa hả? Trời ơi, gây lộn chứ bây giờ không có làm quà hả? Không có nói là apologize, không có nói xin lỗi hả? He don't forgive you. À, cái người đó sẽ không tha lỗi cho mình hả? Mom, look, Mommy, he got eyelashes, Mom. Ồ, ghê, hay ghê. Đó, nó giải quyết vấn đề đó cô chú. Nó nói là dụ người ta. Nó là người ta đừng có qua nhà tôi nha, nữa nha. Rồi gây lộn với người ta thôi, nghỉ chơi luôn. Hiểu không? Ai mua mốt cô chú mà ai mà gây lộn với bạn bè là nghỉ chơi luôn. Bây giờ cái câu chuyện gì đó. Rồi thí dụ nè, bây giờ nè, mẹ với ba argue. JD, how about daddy and I argue with each other? What should I do? Bây giờ mẹ với ba gây lộn thì mẹ phải làm như thế nào? Mommy, daddy's not fight. À, daddy không có gây lộn với mẹ hả? Hay là sao?
Bây giờ mẹ với ba gây lộn thì mẹ phải làm sao? Mẹ giận ba, mẹ bực mình ba. Thì bây giờ phải làm sao? That's not kidding. Say not gonna help and he's not gonna be mad. À mẹ gì? Okay. À mẹ knock in the house hả? À mẹ gõ cửa mẹ vô nhà là ba sẽ không giận mẹ nữa hả? Chứ sao? Daddy's sad. Oh, ba buồn hả? À mẹ giận ba là ba Mommy, buồn. It's okay, that's not sad. I trick you. Oh, là con dụ mẹ thôi chứ ba không có buồn hả? Yeah, mẹ. Trời ơi. Không, nhưng mà bây giờ mẹ đang giận ba, mẹ bực mình ba. Mẹ nói ba là get out of the house. Mẹ đuổi ba ra khỏi nhà. Mom, what happened to him? Happened to who? Mommy, what he do, mommy? Ba làm gì vậy hả? Ba làm mẹ giận. Ba làm đổ nước lên cái máy tính của mẹ. Mẹ giận. Mom, mẹ đuổi ba ra khỏi nhà. Mom, daddy is sad now. Oh, ba buồn hả? Rồi sao bây giờ ba what buồn? What you doing? Thì mẹ ai mượn ba làm đổ nước vô máy tính của mẹ, mẹ bực bực giận. Mommy, he don't have my room to space. He not in a bigger house. Ừ, sao ba không có phòng để ở hả? Nếu mà mình đuổi ba ra khỏi nhà là ba không có phòng để ở đúng không? Thì vậy con mẹ phải làm gì giờ? What should I do? I'm still buying a new house. À, mua cái nhà khác cho ba ở hả? Yeah. Thôi con mua đi chứ mẹ giận ba, mẹ đâu có mua nhà khác cho ba ở được. But mom, I'm not too strong enough. À, con không có quá mạnh mẽ để con có tiền mua nhà hả? Trời ơi. I don't have money. Không có tiền hả? I'm too not high, mom. Hả? I'm too not high. Too not high là gì? Too not high. Picking up the money. À, con không có đủ lớn để đi kiếm tiền hả? Trời ơi, nó too not high to picking up money. Là nó là không, nó không đủ, nó chưa lớn để có thể đi không kiếm tiền được. Trời, buồn rồi, giờ buồn rồi nè con chú nè. Mom, what you done to daddy? Mẹ đâu có làm gì ba đâu. You just kicking out. Đâu có đâu mẹ. Trời ơi, mẹ đâu có đuổi ba ra khỏi nhà. Mẹ đang nói là mẹ đang là ví dụ. Mẹ đang là đưa ra cho con một câu chuyện để con xử lý một câu chuyện thôi chứ mẹ đâu có đủ. No, mommy, daddy, you... Mommy, what? Don't you kick daddy out? Ủa, mẹ đâu có đậu đuổi ba ra đâu mẹ. Yes, mommy, I saw you. Trời ơi, nó tưởng tôi đuổi ba nó ra khỏi nhà thiệt. Bây giờ nó dằn mang sáng chén. Trời ơi, bây giờ nó dằn mang sáng chén. Nó nói tại sao đuổi ba nó ra khỏi nhà có được đời không? Ủa, thì nếu mà có thật sự mà có đuổi ba ra khỏi nhà thôi, tự đi kiếm tiền nuôi cho ba đi. Anybody. Ghê gớm đấy chưa? Ghê gớm đấy chưa? I can't see houses. Mommy, you don't have house. Cái gì? You don't have house. Chứ cái nhà này của ai? Nhà của mẹ. And mom, why you kick him out? Trời ơi, mẹ đã nói rồi là mẹ không có đuổi ba ra khỏi nhà. Mẹ chỉ là ví dụ, chỉ là example. No, mom. Just kidding, giỡn thôi. Nha, chứ không có đuổi ba ra khỏi nhà nha. Đuổi chay ra. Giờ đuổi ba, đuổi ba ra ha, đuổi chay ra. Mommy, no lucky. You lucky out. À, bây giờ đuổi lucky ha. Yeah, mom, he wants to go, mom. Hả? He already go already. Ồ, là lucky nó đi. Lucky go to Ireland, mommy. Ồ, là lucky nó go to the island hả? À, nó nói ý là nó nói là Lucky là thường thường Lucky nó cũng không có nhà thôi, nên là thôi đuổi Lucky đi luôn đi, đừng đuổi nó với ba. Lucky goes right here, right here, and right here. Ồ, Lucky đi đó đó. Rồi con mẹ nhà nè, mẹ chỉ cho con nè. Cái người phụ nữ đầu tiên trên thế giới mà lái chiếc máy bay bay qua một cái đại dương một mình tên là gì? JD, con nhớ cái cuốn sách mình đọc không? The First Woman That Fly solo across the Atlantic Ocean. What's her name? No, what's her name? Maroney. À gì? Elizabeth. Nói đàng hoàng. Elizabeth. Nói đàng hoàng à gì? Elizabeth. Thôi nghỉ chơi đi. Elizabeth. Elizabeth. Rồi nó không biết rồi, cô cứ quên. Này nó khùng quá, xí ta đi ngay, sao ta ơi. Nói chuyện cho đàng hoàng. Trời dễ sao? Nó nhây lắm, nó là nó nhây mà. Nó là đại nhây chứ không phải tiểu nhây. Cái người phụ nữ nào?
cái người phụ nữ nào là cái người đầu tiên lái cái máy bay qua cái Atlantic Ocean, tên gì, à gì? Thôi nghĩ đi, khỏi coi, hỏi đi, nó biết mà nó xạo của tôi. Là Abali phải không? Phải Abali không? No. Chứ Aba gì? A gì? Bududi. Thôi khỏi đi, dẹp đi. Thôi bây giờ nãy giờ video này quay lâu rồi nè, giờ chào tạm biệt cô chú đi. Chào mọi người, watch me coloring. À bây giờ. You want to color with me? Nó nói không, con muốn để cô chú coi con vẽ. Nó hỏi mẹ có muốn vẽ con không? Mẹ có biết vẽ đâu vẽ? Mommy, look, I draw the car, mommy. Ồ, con vẽ cái chiếc xe hả? Chiếc xe gì có hai bánh, chiếc xe phải có bốn bánh chứ, thêm hai bánh nữa. Ồ, đó đúng rồi, chiếc xe phải là bốn bánh như vậy đó mới đúng. Mommy, that's the eye. Hả? That's the eye. Đúng rồi, đó là con mắt của chiếc xe, đúng rồi. Mà con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thôi bây giờ mẹ, chào cô chú đi, mẹ ra, mẹ đóng con, mẹ chạy xe vô, trời tối rồi kìa, chạy xe vô đóng cửa, khóa cửa lại hết nha. Rồi hai mẹ con mình vô đây chơi tiếp ha. Bây giờ thì chào tạm biệt tất cả cô chú nha. Bye bye cô chú. Chúc sao? Chúc miếng. Hôn cô chú miếng sao? Nhẹ ra. Trọng chứ. Nhẹ ra.